Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ai để khô đi mà chị. Thank you.
trần đã mây độ hoa, mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng còn thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ phá nát cương thổ miên hoa, vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ? Trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bì ngàn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay sáng quá.